Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trong ngày mới của Đài Phát Thanh Truyền ca Bằng, chương trình hôm nay thứ hai, ngày mùng 6 tháng 4. Chúc quý vị một ngày đầu tuần tràn đầy năng lượng và làm việc thật hiệu quả, dù làm việc ở nhà hay đến công sở trong thời điểm phòng chống dịch Covid-19 hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, trên tay tôi là chiếc khẩu trang nếu như bình thường thì chúng ta đeo khẩu trang để tránh nắng và che bụi khi đi ra ngoài đường, hoặc có người không quen dùng khẩu trang vì ít nhiều nó gây khó chịu. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, thì chiếc khẩu trang là vật bất ly thân và nó thật sự cần thiết với mỗi người. Chỉ cần đeo khẩu trang khi đi ra đường, khi tiếp xúc với người khác cũng là một hành động nhỏ chung tay đẩy lùi dịch Covid-19. Đó là trách nhiệm của tôi, bạn và của tất cả chúng ta. Và ngay sau đây sẽ là những tin tức trong tỉnh được cập nhật. Ngày 4 tháng 4, Tri đoàn thanh niên Sở vận tài tỉnh tổ chức thăm và tặng quà các y bác sĩ, chiến sĩ các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tại các điểm chốt kiểm dịch Covid-19 huyện Nguyên Bình và huyện Bảo Lâm. Trực tiếp đến thăm các y bác sĩ và chiến sĩ đang trực tại các chốt kiểm dịch Covid-19 thuộc các điểm chốt quốc lộ 4C thuộc địa phận Sa Lý Bôn, huyện Bảo Lâm chốt giáp danh giữa huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và huyện Bảo Lâm và điểm chốt 212 phía đén huyện Nguyên Bình. Các đoàn viên thanh niên chia sẻ, động viên những khó khăn, vất vả, sự cố gắng của các cán bộ chiến sĩ, các lực lượng đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ kiểm soát phòng chống dịch. Đoàn trao tặng 15 thùng mì tôm, 60 hộp thịt, 30 kính bảo hộ chấm tia bọt cho 3 chốt kiểm dịch những ngày qua các lực lượng đã luân phiên túc trực 24 trên 24 giờ, tiến hành lấy mẫu khai y tế và đo thân nhiệt cho hàng nghìn lượt người tham gia giao thông từ hướng Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn đi vào địa phương. Vì vậy, những món quà hỗ trợ của các đoàn viên thanh niên rất ý nghĩa, tiếp thêm động lực để lực lượng ở chốt kiểm dịch yên tâm công tác, góp phần phòng chống dịch COVID-19. Cùng ngày Đoàn Thanh niên Sở Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kiểm tra trên các tuyến đường thuộc Sở Quản lý trong thời điểm diễn biến phức tạp của thời tiết dễ làm nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng như tuyến quốc lộ 34 hướng đi Nguyên Bình đến Bảo Lâm. Đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên về công tác tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời, phát hiện các điểm sụt lở, đất đá xô, cống rãnh bị tắc công trình đường bộ bị hư hỏng trong thời điểm mưa lũ để báo cáo lãnh đạo sở có biện pháp sửa chữa khắc phục ngay. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 07 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng ngày 5 tháng 4, tức ngày 13 tháng 3 âm lịch, tại chợ phiên thị trấn nước 2, huyện Hòa An, lượng người đi chợ giảm đáng kể. Chợ phiên thị trấn nước Hai vốn là nơi diễn ra các hoạt động giao thương, trao đổi, mua bán hàng hóa, là nơi gặp gỡ, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc. Vì vậy, mỗi phiên chợ thu hút rất đông nhân dân đến tụ họp, mua bán. Hôm nay, chợ phiên ngày 13 tháng 3 âm lịch, tức ngày mùng 5 tháng 4 năm 2019, đã không đông như mọi lần. Chỉ có số ít người dân đến chợ mua những nhu yếu phẩm cần thiết, phục vụ đời sống hàng ngày. Các mặt hàng ở chợ cũng chỉ bày bán một số mặt hàng theo quy định. Trong ngày chợ phiên, thị trấn đã thành lập các chốt kiểm soát chặt chẽ việc ra vào chợ, phân luồng những mặt hàng thiết yếu, được phép bán, nhắc nhở người dân không đi xe máy vào chợ, hạn chế số lượng người đi vào chợ, đồng thời tuyên truyền nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi ra đường, không tập trung đông người, tránh nguy cơ lây dịch bệnh theo tinh thần chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, huyện Hòa An tiếp tục tăng cường triển khai các giải pháp, tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của mọi người dân thực hiện theo quy định của nhà nước, đặc biệt là tại các xã có chợ phiên, góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19. Ngày 4 tháng 4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Bảo Lạc đã đến thăm hỏi, động viên và kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công trường thi công công trình Thủy điện Bảo Lâm và khu cách ly tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Công trường thi công công trình thủy điện Bảo Lạc B được xây dựng trên sông Gâm, đoạn qua xã Bảo Toàn. Dự án thủy điện Bảo Lạc B có tổng vốn đầu tư 591 tỷ đồng, tổng công suất lắp máy 18 MW. Trên công trường hiện nay có hơn 100 cán bộ, kỹ sư của nhà thầu và chủ đầu tư thi công 3 ca liên tục, đẩy nhanh tiến độ thi công. Phần đấu phát điện tổ máy số 1 vào cuối tháng 6 năm 2020. Qua kiểm tra, đơn vị đã chấp hành nghiêm túc các quy định đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Tại khu vực cách ly của huyện, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, có 11 công dân đang được cách ly, tình hình sức khỏe đều bình thường, không có biểu hiện ho, sốt. Ngoài 11 công dân cách ly tập trung, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, còn có các công dân đang được cách ly tại khu vực cách ly xã Khánh Xuân, 4 công dân, xã Cốc Bàng, 2, xã Câu Ba, 1, trung tâm y tế 2 và một công dân cách ly ở nhà. Huyện Bảo Lạc đã chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt việc cách ly toàn xã hội, yêu cầu người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết và luôn giữ khoảng cách 2 mét khi giao tiếp, nhờ tăng cường truyền thông bằng nhiều hình thức. Huyện Bảo Lạc đã thật sự chung sức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành văn bản số 814 về việc chi trả lương hưu, trợ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện tháng 4 và tháng 5 năm 2020 sẽ tổ chức vào cùng một kỳ chi trả và chi trả tại nhà cho người hưởng. Thời gian bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 và xong trước ngày 20 tháng 5 năm 2020, áp dụng đối với cả hình thức chi trả qua tài khoản cá nhân. Bưu điện tỉnh xây dựng phương án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người hưởng nhận bằng tiền mặt phải đảm bảo an toàn không được tập trung đông người theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch COVID-19 khi tổ chức chi trả tại nhà cho người hưởng. Đối với người hưởng thuộc địa bàn cách ly do ảnh hưởng của COVID-19, cơ quan bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 để chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng tăng cường công tác truyền thông để nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân viên bưu điện, người hưởng đảm bảo thực hiện tốt công tác chi trả và thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như nhân viên bưu điện được đo thân nhiệt mỗi ca chi trả, thực hiện đeo khẩu trang và các phương tiện phòng dịch khác nếu cần thiết trong suốt quá trình chi trả, yêu cầu người hưởng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn với nhân viên chi trả. Tại mỗi điểm chi trả bố trí ít nhất một nhân viên thực hiện điều tiết, phân tải người hưởng theo quy định của chính phủ về số lượng người tập trung tại một thời điểm và đảm bảo khoảng cách tối thiểu 2 m trong giao tiếp, xếp hàng. Sử dụng nước rửa tay sát khuẩn đối với tất cả người hưởng trước khi vào nhận tiền. Bảo hiểm xã hội tỉnh đảm bảo nguồn kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm tự nguyện, phối hợp với cơ quan bưu điện, giám sát chi trả, quản lý, cập nhật thông tin của người hưởng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo chính quyền cơ sở, các xóm xã, tổ dân phố, khu dân cư khuyến cáo các hộ gia đình có người nhà trên 60 tuổi, người được hưởng lương hưu không ra khỏi nhà, tạo điều kiện cho cơ quan bưu điện trong việc triển khai phương án chi trả. Trường hợp người hưởng có nhu cầu nhận tiền trước ngày chi trả theo lịch thông báo, người hưởng liên hệ với nhân viên bưu điện theo số điện thoại niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các bưu cục, điểm chi trả trên địa bàn. Chuyển sang một số thông tin trong nước. Tỉnh Bình Định hiện đang rơi vào mùa thu hoạch lúa, do đó nhiều bà con nông dân buộc phải ra đồng. Tuy nhiên, các biện pháp đảm bảo phòng dịch vẫn được bà con áp dụng triệt đề. Trên nhiều cánh đồng của tỉnh Bình Định, bà con nông dân đang khẩn trương tiến hành thu hoạch lúa vụ đông xuân. Mỗi người đều ý thức trong công tác phòng dịch bằng cách đeo khẩu trang. Bây giờ trong mùa thu hoạch lúa thì bà con sẽ riêng ra đồng phải thu hoạch lúa, rồi phục vụ cho nông nghiệp rồi bà con sinh viên này phục vụ theo ngành y tế thì phải đi đi ra đồng phải mang khẩu trang và khắc phục những cái, cái cái, chuyện gì của y tế đưa ra. Hợp tác xã nông nghiệp Nhân Thọ 2, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định có hơn 2.500 xã viên. Hiện nay cả 320 hecta lúa đều chín tới, không thể trì hoãn việc thu hoạch. Hợp tác xã đã động viên xã viên triển khai các biện pháp phòng dịch khi ra đồng thu hoạch trong cái điều kiện hiện tại thì cái tình hình dịch bệnh nó đang diễn ra do đó thì cũng căn cứ từ cái những cái văn bản chỉ đạo của nhà nước thì chúng tôi cũng có những cái giải pháp để để cho cái thu hoạch nó được đảm bảo theo cái tiến độ như vậy thì chúng tôi cũng đã triển khai cho bà con nông dân là tiến hành thu hoạch và cái giải pháp thì chúng tôi là 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 dùng các cái thuốc sát và cấp khẩu trang cho bà con nông dân trong quá trình thu hoạch và thu mua luôn. cho nên là, 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 phần nào đó thì nó cũng, cũng cũng đảm bảo về cái quy định cho cái phòng chống dịch trong cái thời điểm hiện nay. Đồng hành với nông dân trong mùa gặt, nhân dịp này nhiều doanh nghiệp cũng đã tặng khẩu trang và một số vật dụng khác giúp người nông dân đảm bảo sức khỏe trong quá trình thu hoạch cũng như phòng dịch. Nhà máy phân đám Nhật Nam sẽ ủng hộ khẩu trang cho bà con nông dân để phòng dịch số lượng à, mũ và nón khẩu trang à, thì đơn vị sẽ ủng hộ cho bà con đợt này là 300 cái. Bà con nông dân đang trong niềm vui bội thu, dẫu vậy họ cũng không quên nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống đại dịch. Và bằng hành động cụ thể, họ đang nỗ lực cùng với ngành chức năng thực hiện tốt công tác phòng dịch cũng như đảm bảo nguồn cung lương thực. Lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tất cả các trường học trong cả nước đã tạm đóng cửa 2 tháng nay, thì đây lại là cơ hội để cánh cửa học online có dịp mở ra. Chưa bao giờ mà học online lại trở thành một xu thế được nhiều trường lựa chọn như hiện nay và coi là một giải pháp hữu hiệu nhất trong thời điểm này. Tuy nhiên, hiệu quả học online đã thực sự đồng nhất và hiệu quả hay chưa? Ghi nhận của phóng viên ngay sau đây. Mặc đồng phục, ngồi vào bàn đúng giờ, có điểm danh, chỉ phát biểu khi giáo viên đồng ý đó là những đội quy học online của lớp 2C, một trường tiểu học tại Hà Nội. Nhờ đó không chỉ duy trì được sự nghiêm túc trong tiết học mà sĩ số các em tham gia học trực tuyến luôn đạt mức cao. À, con thấy học online rất hiểu ạ. À. Sau mỗi tiết học thì các cô cần phải có sự tương tác ví dụ như là về phần chữa bài chấm bài cho học sinh và cả về phần tương tác với phụ huynh để cho phụ huynh có thể nắm được là à, ngày hôm nay con học ở bài này thì con đã tiếp thu được những gì và con còn đang bị hỏng kiến thức ở chỗ nào thì các cô có thể bổ sung và tiết học sau đó. Nội quy không chỉ dành cho học sinh mà với cả giáo viên, lên lớp, ngồi đúng lớp của mình. Đặc biệt, việc kiểm tra giáo án của giáo viên được ban giám hiệu thực hiện hàng ngày. Chúng tôi mới có một cái bài kiểm tra vừa rồi là giữa kỳ 2 đấy ạ. Thì nhìn chung là chúng tôi thấy kết quả rất là khả quan. Và cái việc sau này các con khi đi học tại trường, chúng tôi vẫn có những bài kiểm tra viết nữa để chúng tôi cũng trên cơ sở đó thì chúng tôi sẽ nhận định và so sánh kết quả. Rõ ràng nếu có giải pháp đồng bộ và giám sát chặt chẽ thì việc học online vẫn có thể đạt hiệu quả tương đối bởi phương pháp này đòi hỏi về cơ sở vật chất và yếu tố kỹ thuật khá cao. Bên cạnh đó vẫn còn không ít khó khăn khiến việc học online ở nhiều trường vẫn không đạt được hiệu quả, thậm chí chỉ ở mức 20-30%. Các trường ở Hà Nội này thì tôi thiên nghĩ chắc cũng chỉ được khoảng 60 phần trăm là nhiều Đấy, là làm nếu như làm có hiệu quả thì tôi nghĩ chắc chỉ được khoảng 20 phần trăm thôi coi như đây là một lượt một lượt thế còn sau đó thì vẫn có phải dạy lại thì kiến thức nó mới chắc chắn và đảm bảo độ tin cậy để thi được bên cạnh thiếu về điều kiện cơ sở vật chất thì yếu về công nghệ e ngại về tâm lý của giáo viên chính là điểm ngẽn khiến cho việc dạy và học online chưa đạt kết quả như kỳ vọng hiệu quả không giống nhau nên việc công nhận kết quả học này như thế nào vẫn còn là băn khoăn của các trường. Tổ chức giáo viên khai thác các cái phần mềm ứng dụng để tăng cái tính tương tác. Cái trở ngại thứ hai theo tôi quan trọng đó là trở ngại về tâm lý, về thói quen, về sự sẵn sàng. Chất lượng thì phải đảm bảo chuẩn kiến thức và mục tiêu của chương trình, nhưng thực tế hiện mỗi trường lại ứng dụng một phần mềm khác nhau. Việc phải tự dò dẫm, tìm hiểu và thử nghiệm mà cũng chưa biết kết quả đến đâu hỗ trợ phần mềm chung là điều mà các trường mong mỏi, nhất là khi quy định phải dạy kiến thức mới đã có hiệu lực. Mời quý vị và các bạn cùng đến với mục điểm báo, điểm qua những thông tin bài viết nổi bật trên các trang báo sáng nay. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tập huấn về điều trị, sang lọc, chuẩn bị bệnh viện giã chiến, tăng tốc việc sản xuất các trang thiết bị y tế, trong đó có máy thở, đảm bảo chất lượng và giá thành phù hợp. Thông tin trên báo Tổng quốc vn Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo 143 tb VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Ngày 3 tháng 4 năm 2020, Thông báo này nêu rõ công tác phòng chống dịch COVID-19 ở nước ta đang trong giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định. Đến nay, Việt Nam đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh. Việc khoanh vùng các ổ dịch, truy vết phát hiện, cách ly nguồn lây bệnh được thực hiện kịp thời, hạn chế lây nhiễm trong cộng đồng. Trong bối cảnh tập trung phòng chống dịch, kinh tế nhiều nước tăng trưởng âm, nước ta vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng 3,82% trong quý I năm 2020, mức cao nhất trong khu vực là kết quả đáng mừng các hoạt động như dự trữ cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu chăm lo cải thiện đời sống nhân dân gặp khó khăn do dịch bệnh được thực hiện tốt nhân dân đồng tình tin tưởng và tích cực ủng hộ công tác phòng chống dịch tuy nhiên nước ta vẫn có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng đòi hỏi các cấp các ngành đặc biệt là chính quyền các cấp lực lượng trực tiếp phòng chống dịch tuyệt đối không được lơ là chủ quan trần trừ vì vậy thủ tướng chính phủ đề nghị toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết chung sức đồng lòng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách nhất là về cách ly toàn xã hội hạn chế đi lại di chuyển góp phần cùng cả nước đẩy lùi đại dịch thủ tướng chính phủ cũng yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia xây dựng đầy đủ kịch bản đối với mỗi trường hợp dịch lan rộng theo hướng chủ động hơn nữa không để rơi vào tình trạng bị động lúng túng chỉ đạo xử lý triệt đề các ổ dịch hiện có, hết sức lưu ý việc giả soát, sàng lọc để phát hiện và xử lý kịp thời các ca nhiễm, ổ dịch mới trong cộng đồng. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện phòng chống dịch tại cơ sở bảo trợ xã hội, các nhà dưỡng lão, cơ sở cai nghiện ma túy, trại giam, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để tiếp nhận nguồn tài trợ đóng góp của các tổ chức doanh nghiệp và nhân dân cho công tác phòng chống dịch để sử dụng kịp thời, hiệu quả với kinh phí từ ngân sách nhà nước tổ chức tiếp nhận chuyển giao số máy thở được hỗ trợ tài trợ từ một số tổ chức cá nhân trong và ngoài nước Cục Phòng vệ Thương mại Bộ Công Thương cho biết vừa nhận được thông tin về việc Bộ Thương mại Hoa Kỳ DOC tiếp nhận hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống ban phá giá, chống trợ cấp đối với sản phẩm đệm mút có xuất xứ từ Campuchia, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Serbia, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Thông tin trên báo Dân sinh.vn Sản phẩm bị yêu cầu điều tra là mặt hàng đệm mút mattress có mã HS theo quy định do một loạt các công ty sản xuất nhóm hàng này tại Hoa Kỳ đứng tên nguyên đơn đệ đơn tiến hành điều tra. Thông tin từ cục Phòng vệ Thương mại cho hay các nguyên đơn cho rằng sản phẩm đệm mút nhập khẩu từ một số quốc gia như trên đã bán phá giá và trợ cấp vào thị trường Hoa Kỳ gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước. Đối với Việt Nam, nguyên đơn chỉ cáo buộc hành vi bán phá giá với biên độ là 1,008.28%. Nguyên đơn cáo buộc ngành sản xuất đệm mút của Việt Nam không hoạt động theo cơ chế thị trường và đề xuất Ấn Độ có thể là nước thay thế để xác định giá thành sản xuất và chi phí trong quá trình điều tra đối với Việt Nam. Thời kỳ điều tra, thời kỳ thu thập dữ liệu phục vụ điều tra được xác định từ ngày 1 tháng 7 năm 2019 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Trước đó vào năm 2016 và năm 2017, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm này của Việt Nam sang Hoa Kỳ đạt mức tương ứng 82,1 và 63,9 triệu USD. Trong tháng 1 năm 2020, các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 56,9 triệu USD các loại mặt hàng này sang Hoa Kỳ, tăng 522% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 9,1 triệu USD xét riêng trong nửa cuối năm 2019, từ tháng 7 đến tháng 12. Việt Nam xuất khẩu tổng cộng 248,6 triệu USD các mặt hàng đệm mút trong diện điều tra sang Hoa Kỳ, tăng 841% so với cùng kỳ năm 2018. Đại diện Cục Phòng vệ Thương mại thông tin thêm, trước việc doc khởi xướng điều tra sản phẩm đệm mút xuất xứ từ việt nam cục phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp đang sản xuất xuất khẩu sang hoa kỳ cần xem xét tham gia và hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra nhằm có kết quả tích cực đồng thời thường xuyên trao đổi phối hợp chặt chẽ với cục trong quá trình xử lý vụ việc Ngày 3 tháng 4, Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình cho biết, đoàn chuyên gia hang động của BCRA đã phát hiện 12 hang động mới kỳ vĩ, nguyên sơ với hệ thống sông ngầm và chưa từng xuất hiện dấu chân người. Thông tin trên báo mới.com Chuyến thám hiểm hang động của BCRA bắt đầu từ đầu tháng 3 kéo dài đến ngày 20 tháng 3, các chuyên gia chia thành hai nhóm nhỏ đi vào các khu vực rừng núi nguyên sinh để khảo sát hang mới. Địa điểm mà đoàn BCRA chọn là các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa. Sau khi khảo sát, các chuyên gia phát hiện 12 hang động mới được đo vẽ có tổng chiều dài khoảng 10,4 km. Cụ thể tại huyện Bố Trạch có hang Đốc Co dài 554,6 m. Enkaver dài 51,5m, Trivom dài 413m, tại huyện Quảng Ninh có nước ngầm dài 3.872m, nước lặn ba dài 1.919m, hung thoai dài 460m. Considental Caver dài 100m và các hang còn lại được tìm thấy ở huyện Minh Hóa. Honey Viper Phù Nhiêu 2 dài 194,8 m, Phù Nhiêu 4 dài 2012 m, Chara dài 314 m, Thoai Lip dài 137 m, cùng hang động có hệ thống sông ngầm khác nhau. Điều đáng chú ý là các hang động này chưa từng xuất hiện dấu chân người. Theo nhóm chuyên gia, thạch nhũ tại các hang động mới được phát hiện gồm 4 dạng cơ bản là thạch nhũ dạng mái và thác đá, dạng phân tán, thạch nhũ được tạo bởi dòng chảy của nước, thạch nhũ do tích tụ của khoáng chất. Cục trưởng Cục Điện ảnh vừa ký công văn số 230 DANT về việc triển khai việc thực hiện bộ phim tài liệu về phòng chống dịch COVID trong năm 2020. Thông tin trên báo VOV.vn Trong công văn số 230 DANT gửi công ty trách nhiệm hữu hạn MTV hãng phim TLKH Chuông ngày 3 tháng 4, Cục trưởng Cục Điện ảnh Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Vi Kiến Thành nêu nhiệm vụ thực hiện bộ phim tài liệu về phòng chống dịch COVID-19 trong năm 2020, khẳng định sự chủ động, tích cực, khoa học và tinh thần chống dịch như chống giặc của Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước. Công văn nêu rõ, trước tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ, toàn dân, toàn quân, Công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu ban bí thư trung ương đảng chính phủ thủ tướng chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp các ngành tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ hiệu quả nhiều nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch với tinh thần chống dịch như chống giặc điều trị phục hồi cho người nhiễm dịch hạn chế tối đa sự lây lan được nhân dân cả nước tin tưởng phối hợp ủng hộ cộng đồng quốc tế đánh giá cao Trước yêu cầu cấp thiết hiện nay, cục điện ảnh đề nghị công ty trách nhiệm hữu hạn MTV hãng phim TLKH Trung ương thực hiện việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất bộ phim Cuộc chiến không giới hạn, tên phim tài liệu về phòng chống dịch Covid-19 do hãng phim đề xuất vào kế hoạch năm 2020. Hiện hãng phim đang đề nghị đưa vào kế hoạch sản xuất năm 2021, do đặc thù ngôn ngữ điện ảnh tài liệu, khoa học và việc làm phim của ngành điện ảnh, cục điện ảnh đề nghị phim tài liệu khoa học trung ương không xây dựng bộ phim theo hướng phóng sự, ghi nhanh, chạy theo sự kiện. Cũng trong văn bản, cục điện ảnh đề nghị khi triển khai làm phim Ban lãnh đạo hãng phim tài liệu khoa học Trung ương chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch cho các thành phần tham gia sản xuất phim ghi hình trực tiếp trên hiện trường, đảm bảo an toàn y tế đúng yêu cầu của cơ quan chức năng. Trong phần 2 của phim truyền hình về nhà đi con, cặp đôi Huệ Quốc sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả, thông tin trên báo Vietnamnet.vn. Nữ diễn viên Thu Quỳnh mới đây đã chia sẻ những bức ảnh cưới với MC Tuấn Tú. Cả hai là bạn sẽ ăn ý trong bộ phim truyền hình Về Nhà Đi Con. Khoảnh khắc chị Huệ và chú Quốc hạnh phúc viên mãn trong hình cưới khiến nhiều người thích thú và đoán giả đoán non về cuộc sống của cả hai sau khi bước vào hôn nhân trong phần 2 của Về Nhà Đi Con. Liệu cuộc sống của cả hai sẽ ra sao? Những biến cố gì tiếp tục xảy đến để thử thách tình yêu của cặp đôi này sắp tới? Trước đó, phía đoàn phim Về nhà đi con xác nhận dàn diễn viên chủ chốt của phần 1 như nghệ sĩ Trung Anh, Bảo Thanh, Thu Quỳnh, Quốc Trường, Bảo Hân sẽ xuất hiện trong phần 2 mang tên Những ngày không quên. Tuy nhiên, đây là phần phim phiên bản giới hạn chỉ có một số tập nhất định như ngoại truyện Những ngày không quên tiếp tục được sự chỉ đạo bởi đạo diễn, nghệ sĩ ưu tú, giành dũng, trịnh Lê Phong tái hiện đời sống không gian điển hình thành phố và nông thôn của Việt Nam khi dịch bệnh ập đến. Tập đầu tiên của những ngày không quên sẽ lên sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai ngày 6 tháng 4 trên VTV1. Bộ Lao động Thương minh và Xã hội triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài bị thôi việc, mất việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo đó, những đối tượng nằm trong diện sẽ được hưởng hỗ trợ 5 triệu đồng một người. Những người lao động đi làm việc ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ tối đa 5 triệu đồng một trường hợp, tùy theo mức độ bị ảnh hưởng. Số lượng người lao động bị ảnh hưởng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ có mức hỗ trợ người lao động doanh nghiệp cụ thể theo quy định. Người lao động sẽ được hoàn trả các khoản chi phí và hỗ trợ như tiền môi giới, tiền dịch vụ, hỗ trợ từ nguồn kinh phí quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước đối với trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng, thiên tai, chiến tranh, doanh nghiệp bị phá sản hoặc không phải do lỗi của người lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm yêu cầu bên môi giới hoàn trả lại cho người lao động một phần tiền môi giới người lao động đã nộp. Người lao động làm việc chưa đủ một nửa thời gian theo hợp đồng thì được nhận lại một nửa tiền môi giới đã nộp. Người lao động đã làm việc từ 50% thời hạn theo hợp đồng trở lên thì không nhận lại được tiền môi giới. Trường hợp không thể đòi lại được của bên môi giới thì doanh nghiệp có trách nhiệm hoàn trả cho người lao động theo nguyên tắc vừa nêu và được hạch toán vào chi phí hợp lý khi tính thu nhập chịu thuế theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Trường hợp người lao động phải về nước trước thời hạn vì lý do bất khả kháng hoặc không phải lỗi của người lao động thì doanh nghiệp chỉ được thu tiền dịch vụ theo thời gian số tháng thực tế người lao động làm việc ở nước ngoài bên cạnh đó theo quy định hiện hành người lao động đi làm việc ở nước ngoài trong một số trường hợp rủi ro khách quan khác được hỗ trợ từ quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước Bạn có thể đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi các mầm bệnh gây hại, nhưng đôi khi một cách vô tình bạn vẫn tiếp xúc với virus, vi khuẩn mà khi đi siêu thị mà không hề hay biết. Mục sức khỏe thưởng thức ngày hôm nay sẽ mang đến cho bạn những thông tin cần lưu ý. Trong bối cảnh cách ly xã hội để phòng tránh dịch COVID-19 như hiện nay, thì người dân được yêu cầu nên ở tại nhà, hạn chế tối đa chuyện đi lại, chỉ ra đường mua thực phẩm và phục vụ nhu cầu thiết yếu, siêu thị, và các cửa hàng tạp hóa là cơ sở kinh doanh được phép hoạt động. Chính vì vậy sẽ có người chọn đi siêu thị gần nhà để mua thực phẩm cần thiết cho gia đình mình. Siêu thị gần nhà bạn trông sạch sẽ và có vẻ khử trùng tốt, nhưng sự thật là nó vẫn có thể chứa đầy vi trùng và vi khuẩn gây bệnh. Vi trùng và vi khuẩn ẩn nấp trong mọi ngóc ngách của gian hàng bạn yêu thích. Nơi bạn có thể dễ dàng lây nhiễm trong khi mua nhu yếu phẩm cho gia đình, bạn có thể đã thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ bản thân khỏi các mầm bệnh gây hại như đeo khẩu trang, dùng nước rửa tay sát khuẩn, nhưng đôi khi, một cách vô tình, bạn vẫn tiếp xúc với vi khuẩn khi đi siêu thị mà không biết. Vậy hãy tự bảo vệ mình khi mua sắm tại siêu thị với 4 lưu ý ngay sau đây. 1. Cẩn thận với xe đẩy Thứ đầu tiên bạn chọn khi bước vào siêu thị có lẽ là một chiếc xe đẩy, nhưng đây lại là một trong những ổ vi trùng nhiều nhất. Nhiều người đã chạm vào tay cầm xe đẩy. Trong một ngày, các mầm bệnh từ tay họ được chuyển đến tay cầm xe đẩy, sau đó lây lan cho những người tiếp theo. 2. Cửa tủ chứa thực phẩm đông lạnh Vật dụng tiếp theo cần lưu ý chính là các cánh cửa tủ chứa thực phẩm đông lạnh, nơi lưu trữ đồ uống và món tráng miệng yêu thích của bạn tốt nhất là mang theo thuốc khử trùng từ nhà và làm sạch tay sau khi mở cửa tủ lạnh. Hoặc để đảm bảo hơn nữa, bạn không nên chạm tay vào mặt hoặc miệng sau khi cầm vào nắm tay cửa tủ lạnh. 3. Thịt và thực phẩm đông lạnh Trước khi mua bất kỳ thực phẩm hoặc thịt đóng gói nào, hãy chắc chắn rằng chúng vẫn lạnh và không bị dì nước. Vi trùng xâm nhập vào thực phẩm khi gói bị rách có thể khiến bạn dễ dàng bị bệnh, hoặc chắc chắn rằng gói được niêm phong đúng cách trước khi đặt nó vào giỏ hàng của bạn. 4. Túi đựng đồ tái sử dụng. Ý định rằng sau khi việc sử dụng cùng một túi để đựng đồ của bạn có thể là rất tốt, nhưng bạn không biết rằng trên thực tế, những chiếc túi mang theo đó có thể là nơi sinh sản của vi khuẩn. Điều quan trọng là giặt túi bằng xà phòng và nước sau mỗi lần sử dụng, đặc biệt nếu bạn đựng các thực phẩm dễ hỏng như sữa hoặc rau trong đó. Lần tới khi bạn đi siêu thị, hãy cẩn thận về những điều trên, nếu không bạn sẽ mang về nhà rất nhiều vi trùng mà không hay biết. tin về dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại chương trình trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai trên kênh CRTV.